Tình trường của em thì sao? Cái tình trường của em thì em cũng xin được chia sẻ là có quen được một người 7 năm mà em cũng chưa gặp mặt lần nào. Ủa sao kỳ Đây vậy? là một cái tình trường gọi là tình trường vô tình biết được một cái số điện thoại rồi sau đấy bọn em liên lạc nhưng mà chưa chưa một lần nào gặp nhau. Cô ở đâu? Tới bây giờ em cũng không biết cô ở đâu. Trời đất ơi. Yêu 7 năm mà không gặp, không biết ở đâu mà cũng không không gặp nữa là sao lạ vậy? Mỗi lúc mà sau này được 1-2 năm thì em cũng có đề nghị là con trai thì mình chủ động mình đề nghị gặp nhưng người ta vẫn từ chối. Có Như em lần thấy hình thì chưa? dạ em cũng chưa được nhìn thấy hình của nhau. Người ta tại vì người ta nói là quen nhau cái hình nó không quan trọng cho nên người ta cũng không muốn nhìn hình em. Trời ơi. Mà người ta không muốn nhìn hình em thì em lại cũng không đòi hỏi nhìn hình lại. Nhưng mà suốt 7 năm trời quen nhau dạ ở dạ trên chỉ mạng. Nói chuyện bằng lời ạ. Nói chuyện lời tụi em đã nói những lời gì với nhau, những cái lời gì Thì mà gọi là cứ cũng gọi là chia sẻ những cái công việc, những cái tâm tư rồi hỏi thăm động viên nhau vậy rồi gọi là y là trao gửi cái tình cảm như vậy thì em cũng là một người thật thà là em cũng cứ quen vậy rồi em nghĩ rằng mình có một mối tình mình quen vậy mình chỉ lo làm ăn rồi sau này mong sẽ đến một cái ngày nào đấy tốt đẹp chứ còn mình không nghĩ đến những cái chuyện là đi kiếm người này người khác nữa rồi cứ dần dần năm này nó trôi qua năm khác. rồi sao chia Tức tay? là Ta nói phải có là tên đàng hoàng chứ. người ta bị bệnh ung thư xương phải đi sang nước ngoài để chữa trị. Em ở nhà em cũng vẫn chờ đợi. Chờ đợi người ta đi nước ngoài đi chữa bệnh. Khi nào người ta về người ta gọi cho em. Em ở nhà thì em không quen ai nữa, em chỉ lo làm ăn với học nghề thôi. Từ lúc đó giờ là em không có một người yêu nào khác luôn. Dạ em chỉ quen gọi là nếu có quen gọi là bằng bạn bình thường rồi Bạn dừng bình lại. thường thôi. Dừng lại. Có nghĩa là bây giờ em Em vẫn có còn. nắm tay con gái chưa? Dạ nếu mà nói nắm thì Lúc có lúc không? lúc đi học á. Từ lúc đi học có nghĩa là trước cái mối tình Hôn ảo vào nữa. má cô gái nào chưa? Dạ hôn tại em có quen em không quen bên ngoài mới cho nên là Không có hôn lần nào luôn. dạ Bây giờ là như vậy có nghĩa là em chưa từng đi bia ôm, chưa từng đi tầm bậy tầm bạ đúng không? dạ cái đấy thì giờ nếu mà ai nói cho em thêm tiền thì em cũng không bao giờ em Cũng không đi đi. tại vì là em không uống rượu uống chè cho nên là cái bộ thần kinh của em bộ não của em nó không bị kích thích như người ta. Cảm xúc Sợ của em sao là ngay lúc này? mối tình của bạn nó rối và hơi khó hiểu một tí ạ. Cần phải, ý là bạn ấy cần phải quyết liệt hơn, phải quyết đoán hơn. Bên đây con người sống tình cảm đó em, sống ở nội tâm. Còn em gái bên kia có mấy mối tình rồi? Em thì cũng na ná giống anh bên kia ạ. Quen chính thức thì chưa có ạ. Có quen một số bạn thì các bạn trai bên ấy là em cảm thấy là không có được. Tại vì khi mà quen nhau á thì dù ở gần nhưng thực sự là có nửa cây hoặc một cây số thôi. Nhưng mà các bạn ấy hay lấy lý do là trời mưa, rồi lý do là bận, nhưng thực ra là em biết là đang chơi game. Có khi là bảo nhắn tin nói với em á là khi có việc gì cần thì cứ gọi. Nhưng mà hôm đó em mới thử lòng một tí thì em mới kêu là hôm nay là em hơi bận và nói thử thì để xem họ có tới giúp em hay không. Ơi, em chào anh. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Để nó ngồi với anh đi nha. Dạ. Anh giữ cho ha. Anh giữ kỹ cho em đó. Anh lo mà. Ở bên kia chắc quà bự lắm á em, không có chỗ để quà luôn đó. Em giới thiệu về mình đi em trai. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn. Vâng, người ta thường nói rằng con người Việt Nam chúng ta thiếu vật gì thì thiếu, nhưng lễ nghĩa thì không bao giờ có thể thiếu được phải không ạ? Vâng, chính vì vậy ngày hôm nay là người được may mắn tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Lời nói đầu tiên cũng như lời chào sức khỏe em xin được gửi đến ban tổ chức chương trình, cũng như xin được gửi đến hai anh chị dẫn chương trình nổi tiếng, anh Quyền Linh Thiêng, Bùi Tính và chị Hồng Vân, cùng với bạn gái xinh xắn dễ thương, hình như con ma nún đồng tiền và có mái tóc bồng bềnh lượn sóng, đang ngồi trên chiếc phi cơ gần biển phía bên kia bức em. Và em cũng xin được gửi lời chào sức khỏe riêng đến tất cả những người trong gia đình của bạn gái đang ngồi ở phía dưới sân khấu, cũng như toàn thể quý vị và các bạn đang có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò trong ngày hôm nay. Một lời chúc sức khỏe thân thương và một lời chào trân trọng nhất. Thôi.
quá hay. Em qua ngồi ghế anh luôn đi. Dạ dạ thôi anh. Dạ em qua ngồi. Dạ không em không hợp á. Rất là hay. Rồi em giới thiệu về mình đi. Em là Lê Văn Phong, đến từ Gia Lai, năm nay 36 tuổi. Trước giờ em đi học nhiều nghề như là nghề về là điện, làm đẹp cho tất cả quý ông quý bà trên khắp đất nước toàn Việt Nam của chúng ta. Sau này nhưng mà giờ em chọn một cái nghề là vừa về làm đẹp mà vừa về làm dãy, là em làm cà phê và sầu riêng. Những lúc rảnh rỗi em không thích ngồi không. Đấy là cái công việc của em hiện tại là như vậy. Dạ em đang làm việc ở đâu? Dạ em đang ở Gia Lai, tối qua em đi xe tới đây là em trung chuyển lên tới đây luôn ạ. Rồi. Rồi em, nhà em ở Gia Lai luôn ạ. Dạ con xin chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn trai bên kia hàng rào. Dạ, và con chào toàn thể quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Anh Đào, năm nay 26 tuổi và hiện tại thì quê gốc con ở Quảng Ngãi và con đang làm việc tại nhà sách Tự Chọn, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ạ. Ngày hôm nay con rất vui khi được tham gia chương trình ạ. Ủa Đắk Nông với Gia Lai có gần không trời? Cũng gần đó. Em chưa đi tới Gia Lai nhưng mà gần lắm em ạ. Dạ. Ta nói là yêu nhau xa mấy cũng gần mà ghét nhau thì cách một bàn chân nó cũng xa thôi. Dạ đúng rồi anh. Khi mà về Quảng Ngãi thì cũng có đi qua Gia Lai nhưng mà chưa có dịp ghé chân lại Gia Lai thôi anh. Anh hy vọng là qua lần này có nhiều lần em ghé lại, mà không những em ghé lại mà cũng anh mong muốn là em sẽ ở lại. Dạ. Bây giờ em nói luôn về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ thì điểm mạnh của con ạ. Con là một người rất là nhiệt tình, rất là có uy tín, có trách nhiệm. Bên cạnh đó thì con có một ưu điểm khác như là tự tin nói trước đám đông, nên là có thể làm MC như là thôi nôi hay là tiệc cưới được ạ. Còn về nhược điểm ạ, thì con rất là dễ xúc động. Ví dụ như coi những cái chuyện tình cảm thì đôi lúc con rất là dễ khóc và thật thà. Đôi lúc thì cũng hay ít nói ra các quan điểm của mình, sợ mất lòng người khác. Có làm MC thôi nôi nữa hả? Dạ. Ví hai đứa như... này về đám cưới chắc hai đứa tự làm MC luôn, nó không mời ai chứ. Ví dụ như tí nữa là kéo hàng rào ra thì con có thể làm dạ, làm MC thôi nôi được ạ. Được, dạ. Rồi, được, vậy ha. À, em trai, em hãy nói cho bên kia biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, nếu em nói ra thì nó cũng gần như là giống như bên đấy, đằng 9, đằng 10. Thì thực ra là em là con trai nhưng mà cũng không thích như cái kiểu là vũ lục, lực và vũ phu. Thực ra thì em cũng có một cái sự cảm động. Nếu mà xem phim là cũng là thường em cũng hay khóc như vậy. Hay là người ta có chia sẻ một cái câu chuyện gì đấy em cũng khóc. Mà em có chia sẻ một cái câu chuyện gì đấy nó có ý nghĩa gì thì em cũng tự khóc được ạ. Dễ thương quá. Được, được. Rồi em có làm MC thôi nồi đám cưới gì chưa? Dạ cái đấy thì cũng có chút thôi. Không có luôn ha. Cái tình trường của em thì sao? Cái tình trường của em thì em cũng xin được chia sẻ là có quen được một người 7 năm. Mà em cũng chưa gặp mặt lần nào. Em cũng chưa gặp mặt lần nào. Đây là một cái tình trường gọi là tình trường vô tình, biết được một cái số điện thoại rồi sau đấy bọn em liên lạc nhưng mà chưa một lần nào gặp nhau. Cô ở đâu? Tới bây giờ em cũng không biết cô ở đâu. Trời đất ơi. Ô, 7 năm mà không gặp, không biết ở đâu mà cũng không gặp nữa là sao lạ vậy? Mỗi lúc mà sau này được 1-2 năm thì em cũng có đề nghị là con trai thì mình chủ động mình đề nghị gặp nhưng người ta vẫn từ chối. Có em thấy thì... hình chưa? Dạ em cũng chưa nhìn thấy hình của nhau. Người ta tại vì người ta nói là quen nhau cái hình nó không quan trọng cho nên người ta cũng không muốn nhìn hình em. Mà người ta không muốn nhìn hình em thì em lại cũng không đòi hỏi nhìn hình lại. Nhưng mà suốt 7 năm trời quen nhau dạ, ở dạ, trên chỉ mạng. Nói chuyện bằng lời á. Nói chuyện bằng lời tụi em đã nói những lời gì với nhau, những cái lời gì thì mà... gọi là cứ cũng gọi là chia sẻ những cái công việc, những cái tâm tư rồi hỏi thăm động viên nhau vậy rồi gọi là y là trao gửi cái tình cảm như vậy thì em cũng là một người thật thà, là em cũng cứ quen vậy rồi em nghĩ rằng mình có một mối tình mình quen vậy mình chỉ lo làm ăn rồi sau này mong sẽ đến một cái ngày nào đấy tốt đẹp chứ còn mình không nghĩ đến những cái chuyện là đi kiếm người này người khác nữa. Rồi cứ dần dần năm này nó trôi qua năm khác rồi sao chia tay? Ta nói là có to đàng hoàng chứ, người ta bị bệnh ung thư xương phải đi sang nước ngoài để chữa trị. Em ở nhà em cũng vẫn chờ đợi. Chờ đợi người ta đi nước ngoài để chữa bệnh. Khi nào người ta về người ta gọi cho em.
Em ở nhà thì em không quen ai nữa, em chỉ lo làm ăn với học nghề thôi. Từ lúc đó giờ là em không có một người yêu nào khác luôn? Dạ, em chỉ quen gọi là nếu có quen gọi là bằng bạn bình thường rồi dừng bạn lại. Bạn bình thường thôi? Dừng lại. Có nghĩa là bây giờ em vẫn còn... Em có nắm tay con gái chưa? Dạ, nếu mà nói nắm thì... Lúc... Lúc có lúc không? Lúc đi học á. Từ lúc đi học, có nghĩa có là hôn, trước cái mối tình ảo nữa. Má cô gái nào chưa? Dạ, hôn tại em có quen, em không quen bên ngoài mới cho nên là... Không có hôn lần nào luôn? Dạ. Bây giờ là như vậy có nghĩa là em chưa từng đi bia ôm, chưa từng đi tầm bậy tầm bạ đúng không? Dạ, cái đấy thì giờ nếu mà ai nói cho em thêm tiền thì em cũng không bao giờ em đi. Không đi. Tại vì là em không uống rượu, uống chè cho nên là cái bộ thần kinh của em, bộ não của em nó không bị kích thích như người ta. Cảm xúc của em sao ngay lúc này? Mối tình của bạn nó rối và hơi khó hiểu một tí ạ. Cần phải, ý là bạn ấy cần phải quyết liệt hơn, phải quyết đoán hơn. Bên đây con người sống tình cảm đó em, sống vào nội tâm. Còn em gái bên kia có mấy mối tình rồi? Em thì cũng na ná giống anh bên kia ạ. Quen chính thức thì chưa có ạ. Có quen một số bạn thì các bạn trai bên ấy là em cảm thấy là không có được. Tại vì khi mà quen nhau á, thì dù ở gần nhưng thực sự là có nửa cây hoặc một cây số thôi. Nhưng mà các bạn ấy hay lấy lý do là trời mưa, rồi lý do là bận, nhưng thực ra là em biết là đang chơi game. Có khi là bảo nhắn tin nói với em á là khi có việc gì cần thì cứ gọi. Nhưng mà hôm đó em mới thử lòng một tí thì em mới coi kêu là hôm nay là em hơi bận và nói thử thì để xem họ có tới giúp em hay không. Thì các bạn ấy lý do là không có xe, xe hư rồi là đường ổ gà. Em thấy như vậy là không được ạ. Nói chung là khi mà dạ em dối, yêu nhau dạ thì bất chấp hết, chứ những vấn đề đó em thấy quá nhỏ mà cũng không vượt qua được. Chưa có tìm hiểu sâu sắc với bất kỳ một người nào cả. Dạ. Thôi giờ hát bài cho nó vui nha, tôi thấy buồn quá. Em trai hát bài cho vui coi nào. Gì đâu mà nghe chuyện đó tôi bí ẩn quá, tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài à. Thì em có một mối đấy thì em kể cái mối đấy, kể mối khác em có đâu mà em kể nữa. Rồi hát đi, hát đi, hát bài nào vui vui đi. Hát nhìn bài em thấy vui đó. 2, 3. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay. Hay mà. Rồi em xin hát nấy. Hay đó. Bây giờ bây giờ nhưng mà có đất đi. Có nhà chưa? Thì em có rồi chị. Đất được mấy mét vuông? Dạ anh hỏi nhà hay là đất làm? Đất á. Dạ vâng, thì anh hỏi đất làm hay là đất để không? Đất á, nói chung là có đất á. Dạ nói chung cũng khoảng mấy chục mét vuông. Gì? À mấy trăm mét vuông. Đất làm của em á. Đất nông nghiệp của em á. Đất mà nông nghiệp thì em làm, đất nông nghiệp thì em làm 3 hect. Đất nhà thì mấy nghìn. Trong đầu của em một người mẫu lý tưởng như thế nào? Em trước giờ thì những người mẫu lý tưởng thì em cũng xem nhiều, nhưng mà nếu mà nói chọn về người yêu thương thì em lại không đưa ra người mẫu lý tưởng á. Chung mà không thấy hình nó còn yêu mà. Em gái, em muốn tìm người yêu thế nào? Về tính tình ạ, thì không gia trưởng, không mày vũ già khu ạ, đó. Không hút thuốc ạ. Chắc không có luôn. Là làm ăn phụ vợ công việc nhà, như vậy là được rồi. Hôm nay con đi với ai? Hôm nay con đi cùng với má, với mấy chị, à, anh chị ạ. Xin chào tất cả khán giả có mặt trên trường quay hôm nay. Dạ, má thấy chàng rể tương lai này có má có ưng không? Được, được, Trung rất thủy. Được. Nó không thấy hình ảnh, nó không biết số nhà, số cửa, không biết ai mà nó vẫn yêu 7 năm. Chào hai MC xinh đẹp và chào hai quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Tôi là chị của anh Đào. À, đến từ Phú Yên. Chị gái à. Nói chung là thấy em trai bên này thì tính tình thì cũng tương đồng với anh Đào. Nhưng mà bây giờ hỏi về một cái vấn đề là chuyện tình cảm. Trong yêu một người 7 năm có một chuyện tình lạ. Thế vậy thì bây giờ là em đã dứt điểm cái chuyện tình đó chưa? Em có còn ngủ mơ trong chuyện tình đó nữa hay không? Hay là còn hay là đã chấm dứt rồi? Em cũng xin thưa là nói chung cũng đã mấy năm rồi, thì gọi là
chấm dứt rồi thì em cũng mới nhờ đến chương trình để bắt nhịp nối duyên như thế này ạ. Còn bây giờ người vậy người ta mới có câu là yêu ai hãy yêu một người, mà thương ai thì thương cho trọn cuộc đời người ta. Nói chung là hết rồi đúng không? Dạ hết 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 ạ. Nói chung nói gọn là hết rồi. Ông cứ đi vòng vòng ngoại thành thôi mà, ông không có vô trung tâm. Ừ. Vậy thì nói chung là thấy em cũng được. Và chị xin nói về em gái chị. Em gái thì tính tình rất dễ thương, thật thà, chất phác, ghế Quảng Ngãi mà, thật thà. Người ta nói cầm vàng còn sợ vàng rơi, chứ lấy vợ Quảng Ngãi đời đời an tâm. Trời ơi. Ha dữ. Đi với ai nào, đi với ai? Em đi với một người em. Chào MC anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Anh Phong thì bản thân anh ấy là người rất chi là chịu thương chịu khó. Gia đình anh ấy coi bao giờ cũng là trên hết. Hy sinh rất nhiều về gia đình trước nay nên là sống rất nội tâm. Bạn gái thì cũng có nét tương đồng với anh ấy. Thấy về tính cách và ngoại hình thì em thấy là cũng khá hợp với anh ấy. Rồi, cảm ơn em. Rất mong là anh chị sẽ đến được với nhau. Rồi, được rồi. Tiếu rào. Được hết á, nói được luôn á. Quà, tặng quà. Được, bây giờ do em với bạn gái thôi nha. Dạ. Yeah. Cố lên, nào. Ngủ luôn rồi thấy chưa? Nói họ nó ngủ luôn rồi. Chào em. Em chào anh. Anh đi từ Gia Lai qua thì anh cũng chả có quà gì. Thì anh có mua cái, chả biết đây là con gấu hay con... Con gấu chứ con gì nữa trời ơi. Trước khi tặng gấu thì tặng cho em một câu thơ. Trời. Trăng lên trăng tròn, trăng khuyết trăng lại lặn, tuyết rơi tuyết phủ, tuyết sẽ tan. Hoa đẹp hoa nở rồi hoa cũng sẽ phải tàn. Chỉ có tình cảm và tình yêu thương của người và người dành cho nhau thì mới được mãi mãi trường tồn muôn kiếp. Hôm nay đến chương trình thì em cũng có món quà tặng anh. Đây là cây xương rồng sắp ra hoa. Đâu bây giờ thử em làm cái MC thôi nôi coi. Dạ anh ơi, cho em hỏi tên đầy đủ của anh là gì Phong ạ? Tên đầy đủ của anh là Lê Văn Phong. Văn Phong ạ, dạ. Bây giờ thì con... Cho anh hỏi lại, nãy giờ anh không nghe rõ là em... anh không biết tên em là gì. Dạ, em tên anh à. Đào ạ, à. Hoa Anh Đào á anh. Trời, anh nhớ rồi. Bao nhiêu lần rồi. Dạ, con sẽ làm một đoạn. Kính thưa hai bên gia đình và toàn thể quý vị khán giả. Trong mỗi gia đình khi có một thiên thần bé nhỏ ra đời, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của các bậc làm cha, làm mẹ. Và ngày hôm nay là sinh nhật của bé Tuấn Anh, là con trai đầu lòng của Văn Phong, anh Đào, được kết duyên từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nhờ ông ngoại khuyên lên. Và bà nội Hồng Vân xây duyên thành công. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, xin mời gia đình bé Tuấn Anh cùng tiến lên sân khấu ạ. Xin mời anh. Cái cháu à, đây. Đây nè, cái thằng nhỏ là tên là Gấu nè, tên nói thôi nôi, nặng kiểu tai nè. Dẫn tiếp đi, dẫn tiếp câu chuyện. Đại diện gia đình bé Tuấn Anh thì ông ngoại Quyền Linh có đôi lời phát biểu, xin trân trọng kính mời ông. Biểu rồi, nhân ngày thôi nôi của con của anh Đào với lại Phong, ông ngoại rất là vui, hạnh phúc khi nó đẻ đứa con. Trời, dễ thương quá, nó cũng, mà hai đứa nó cũng vui. Thôi nhân đây ông ngoại chúc cho hai con sống lâu trăm năm hạnh phúc, chúc cho bé Gấu khỏe đẹp lớn lên thành đạt, giúp ích cho gia đình cho xã hội hết. Thương con gái người ta thiệt tình nha, ôm hung vợ con gái trong ngày, xin thôi nôi con ơi. Tập từ nhà anh. Tập mà trời. Tập từ nhà anh. Tập mà trời. Chút nữa hay là bây giờ hỏi là chưa bấm nút nhưng mà bác có thể cho con xin phép theo lời đề nghị của ông ngoại được không ạ? Được đầu rồi đó. Còn nếu mà muốn ấy thì tả về để bấm nút một cái pack cái rồi đó. Ừ. Thôi được rồi. Bây giờ rồi. Vậy đi tiếp thôi, tục thủ tục đi. Ừ. Tới đây thôi, về đây. Cảm nhận về cô gái thế nào? Cảm nhận thì em thấy rất là vui vẻ và vui tươi, rất là hòa đồng, rất là hiền lành và dễ thương. Xinh quá đấy ạ. Đấy, ừ. Dạ, em cảm ơn anh. Lúc mà bên kia hàng rào nghe giọng nói của anh thì cũng khá là ấm áp, tình cảm ạ. Đến với chương trình thì em cũng có nhiều
khi mà mình đã gặp nhau như thế này thì em cũng có nhiều cái vấn đề muốn hỏi anh ạ. Thì anh ở Gia Lai như vậy, em ở Đắk Nông, thì một tháng anh có thể là tới thăm em được mấy lần ạ? Nếu mà từ anh tới em thì nó cũng không phải là xa. Một tháng thì anh sắp xếp công việc thì anh thấy thăm em khoảng gần 10 lần. Còn 20 ngày kia thì nếu mà em lúc nào em buồn mà em muốn anh tới với em thì em nói, em nhắn tin cho anh thì anh cũng sẽ sắp xếp công việc để anh đến ở bên cạnh em. Dạ, có thật không anh? Anh nói được là anh làm được. Tại vì là khi em quen mà các bạn khác ở gần á thì có chưa đầy một cây số, nhưng mà các bạn ấy có quá nhiều lý do. Em với anh đã đến chương trình, nhờ chương trình để bắt cầu nối duyên đúng không? Thì chắc chắn là anh với em là đều rất là nghiêm túc. Đến đây rồi thì em cũng phải tin tưởng một cái người mình gặp chứ. Những người mà ở gần em không tin tưởng thì ít nhất ngày hôm nay em gặp anh em cũng phải tin tưởng. Nếu trong tình yêu quan trọng nhất là tin tưởng. Tin tưởng xong mới đến quan tâm, mà quan tâm xong mới đến chia sẻ, mà chia sẻ xong thì mới đến chăm sóc, mà chăm sóc xong thì cuối cùng mới đến yêu thương. Nếu em không có tin tưởng thì quan tâm, thì tất cả anh quan tâm đến em thì tất cả nó cũng không có ý nghĩa gì. Những cái người trước đây em từng gặp rồi thì những người đấy anh em không cần bận tâm tới nữa. Tại vì thứ nhất, nếu mà em đã từng gặp và từng cho người ta cơ hội, mà nếu người ta không biết trân trọng về một người như em thì ngày hôm nay anh được có duyên gặp em thì anh rất muốn được trân trọng những cái điều đấy. Nếu như mà được thì khoảng bao lâu thì mình có thể cho đàn trai bước tới được em? Em tìm hiểu là tầm khoảng 1 năm là được ạ. Tại vì như em nghĩ là khoảng có thể năm sau là có thể lập gia đình được, nếu mà hai bạn tìm hiểu cảm thấy hợp ạ. Năm là hơi lâu với em. Chứ theo anh là khoảng bao lâu anh? Thì yêu nhau để rồi hiểu nhau, chứ có ai hiểu nhau để yêu nhau đâu. Tại vì có người sống đến nhau cả, sống với nhau, lấy nhau 7-80 năm, cuối cùng ngày gần ngày nhắm mắt thì cuối cùng bà mới nói tới giờ này tôi vẫn chưa hiểu được ông. Cho nên là nếu mà nói để hiểu nhau rồi với tiến tới thì anh thấy là 1 năm là lâu, theo anh là lâu, thì em có thể là rút lại một tí được không? Vì anh cũng rất là thật thà, em cũng rất là thẳng thắn. Đúng rồi, trao đổi thì phải cũng giống như vợ chồng, nếu có hạnh phúc thì phải nói ra, chứ còn nếu mà cứ tức cá mà băm thớt thì cuối cùng đâu ai biết được như thế nào đâu. Chính xác. Bây giờ anh muốn rút lại mà anh lại không nói cái quan điểm của anh ra đấy, là anh lại cứ để là em 1 năm đấy, mà trong lòng anh lại chỉ muốn 5 tháng thôi. Rất là ấm ức đấy, mà nhiều lúc ấm ức thì làm việc nó không được hiệu quả. Đúng rồi. Dạ vậy thì rút xuống thì có thể là khoảng 6 đến 8 tháng thì... Thôi anh thích nghe cái từ cái chỗ 6 tháng em. Thật sự nãy giờ anh thấy chàng trai đã thể hiện rất nhiều thứ đây. Mà gia đình cũng đã cảm nhận được rồi. Thì cứ suy nghĩ đi nhé. Trong 3 tiếng đếm, để tay lên đây đi bé. Chuẩn bị. Nhắm mắt 3. Lại. Kiểm tra con tim mình một lần nữa đi em gái. Cứ để tay lên đi. 1 2 2 3 3 Hết thời gian. Đà bóng. Chúc mừng. Có thể nắm tay nhau được rồi. Để xin phép bác với chị với gì đó, cho con được nắm tay em anh Đào. Rồi bây giờ xin phép em cho anh nắm tay. Bây giờ bắt đầu mới xin phép nè. Con xin phép bác và chị, rồi cả gia đình ta, cho con được hôn em một cái để bày tỏ tình cảm. Dạ được không má? Bác đồng ý cho hai con được hôn nhau. Cảm ơn bác. Trước khi hôn thì anh muốn hỏi là em thuận cái bên nào? Em thuận bên nào? Không mà còn hỏi thuận bên nào nữa. Rồi con xin phép bác. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn.
Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu, gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1, năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Nhà có nó không vui luôn. Đây. Dạ, còn cái nào không anh? Hết rồi. Còn gì nữa?